máy bơm tăng áp mini cho bình nóng lạnh. Vào mùa thu, mùa đông ấy, thì với những cái nhà mà cái bình nước, cái téc nước ấy, để thấp, ví dụ để ngay ở trên nóc nhà, thì cái áp lực nước xuống khá là yếu. Nước lạnh thì nó chảy thẳng từ téc nước xuống vòi thì có thể là nó mạnh hơn một chút. Nhưng nước nóng ấy, thì đi từ téc nước này đi qua bình nóng lạnh. Đấy, mà bình nóng lạnh nó còn có cái van giảm áp nữa. Đấy, và qua nhiều thứ thiết bị lòng vòng như vậy thì áp lực nước nó sẽ yếu đi rất là nhiều. Thế do đó cái nước nóng mà khi mà cắm điện bật bình lên ấy, thì nước nóng vào ra được cái vòi tắm nó rất là yếu. Thì trong những cái trường hợp đó thì chúng ta có thể lắp một cái bơm tăng áp mini dành riêng cho cái bình nóng lạnh, tức là chỉ tăng áp cho cái bình nước nóng cắm điện đó thôi. Thì chọn cái bơm này nó có khá là nhiều ưu điểm. Cái thứ nhất ấy, là nó nhỏ gọn, rất là dễ lắp đặt, lắp ngay ở bên dưới cái bình nóng lạnh cũng được. Đấy là điểm thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái máy bơm này hoạt động rất là ổn định, tin cậy và nó rất êm. Nó không, gần như là nó không có tiếng động khi mà nó hoạt động luôn. Đấy. Và có một đặc điểm rất quan trọng là nó rất phù hợp với cả cái bình nóng lạnh. Bởi vì sao? Bởi vì áp lực nước của cái bơm này ấy, nó nhẹ nhàng, nó vừa phải, nó không quá mạnh. Thế thì khi cái nước nóng nó ra ấy, thì nó cũng ra vừa phải. Khi đó thì khi mình pha nước nóng và nước lạnh ấy, thì cái áp lực nhẹ nhẹ như vậy ấy, nó sẽ không làm cho cái đường nước nóng nó mạnh quá. Vì nếu mà nước nóng mạnh quá thì nó sẽ đẩy chèn sang bên đường nước lạnh, và lúc đó nước lạnh sẽ bị rất là yếu. Và như thế không thể, rất khó để pha nước nóng với nước lạnh đều với nhau được. Đấy, thậm chí có nhiều trường hợp lắp bơm mà mạnh quá nó sẽ bị hiện tượng là giật cục. Tức là bơm nước nóng thì nhiều nước nóng quá mình sẽ phải hãm bớt nước nóng lại. Khi hãm bớt nước nóng lại thì máy bơm chạy ngắt và bị hiện tượng giật cục đầu vòi ra lúc nóng lúc lạnh. Chính vì thế cho nên lựa chọn bơm tăng áp mini này đối với bình nóng lạnh là một lựa chọn rất là hợp lý. Và một điểm nữa, đương nhiên rồi, bơm mini kích thước nhỏ thì công suất tiêu thụ điện cũng nhỏ và giá thành cũng khá là rẻ.